Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản hệ thống vẫn tốt và có dư thừa. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thanh khoản thị trường tháng 10 năm 2022 chịu tác động chủ yếu bởi yếu tố tâm lý và những diễn biến phức tạp của thị trường thế giới. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng điều tiết thị trường thông qua triển khai các công cụ, giải pháp để hỗ trợ thanh khoản hệ thống. Ngân hàng Nhà nước đã họp với các ngân hàng thương mại để đánh giá, xác định những điểm nghẽn của thị trường, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp. Các tổ chức tín dụng thống nhất trong bối cảnh hiện nay cần đoàn kết, tin cậy, hỗ trợ nhau vì mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống và của từng ngân hàng. Theo thống đốc, các ngân hàng đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn theo quy định của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên để chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, các ngân hàng thống nhất cần đánh giá thận trọng hơn để có giải pháp ổn định hệ thống. Với vai trò nhà điều hành, ngân hàng nhà nước sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả cho các tổ chức tín dụng, đặc biệt là dịp cuối năm, thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định. Đối với thị trường tiền tệ và ngoại hối, bà Hồng cho biết Ngân hàng nhà nước và các bộ ngành đã chủ động đưa ra các giải pháp để ứng phó, nhờ vậy thị trường diễn biến ngày càng tích cực và tâm lý thị trường đã ổn định. Trong thời gian tới, thống đốc cho biết một trong những vấn đề quan trọng là ngân hàng nhà nước và các bộ ngành phải tăng cường dự báo, phân tích tình hình, liên tục cập nhật những diễn biến mới để chủ động đưa ra các giải pháp điều hành. Hiện nay, chính phủ và thủ tướng đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó sẽ giảm bớt áp lực đối với tiền tệ tín dụng từ hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, các giải pháp về tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút dòng đầu tư, cũng góp phần cải thiện cung cầu ngoại tệ, giảm bớt áp lực đối với tỷ giá. Trên thực tế, trong những năm qua, có thời điểm thị trường ngoại hối biến động, ngân hàng nhà nước đã phải can thiệp với số lượng lớn ngoại tệ nhưng sau đó đã quay trở lại mua ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Mặc dù thị trường chịu áp lực và biến động mạnh nhưng đó là bối cảnh chung của tất cả các nước trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam thống đốc nguyễn thị hồng chia sẻ